Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Thầy là cây nho, anh em là cành. Cành nào kết hợp cùng cây sẽ sinh nhiều hoa trái. Thưa quý ông bà và anh chị em, thánh lễ cũng là dịp để chúng ta gắn bó với Đức Giêsu, để hút lấy nhựa sống từ Ngài. Xin Chúa cho đời sống chúng ta luôn gắn chặt với Chúa, để không bao giờ trở thành cành bị khô héo. Dâng thánh lễ, chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các ân nhân của giáo xứ. Dâng lời tạ ơn Chúa và cầu cho một số các linh hồn như ý xin. Tôi thu nhận và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng, vì vậy tôi xin đứng bàn trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trương tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Thank you.
dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô con một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhân làm nghĩa từ. Xin lấy tình cha mà âu yếm đoái nhìn, này chúng con là những kẻ tin kính Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đang hướng ra nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con cha là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và yên tri cùng cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, khi tới Jerusalem, Sao-lô tìm cách tiếp xúc với các môn đệ, nhưng mọi người đều sợ Ngài, không tin rằng Ngài đã trở thành môn đệ. Bác-na-ba dẫn Ngài đến gặp các tông đồ, và Ngài thuật lại cho các ông biết trên đường Ngài đã thấy Chúa thế nào, đã được Chúa phán dạy, và tại Đa-mát Ngài dặn dĩ xưng danh Đức Giê-xu thế nào. Và từ đó Ngài ra vào Jerusalem với các ông và dặn dĩ xưng danh Chúa. Ngài cũng giảng dạy cho dân ngoại và tranh luận với những người Hy Lạp, nên họ tìm cách giết Ngài. Các anh em biết việc đó nên đem Ngài xuống Caesarea, rồi tiến đưa Ngài về Tác-xê. Hội thánh được bình an trong miền Judea, Galilea và Samaria, sống trong sự kính sợ Chúa, được xây dựng và được ơn an ủi của Thánh Thần. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa bởi nơi Ngài, lời ca ngợi của con vang lên trong đại hội. Lạy Chúa bởi nơi Ngài, lời ca ngợi của con vang lên trong đại hội. Con sẽ giữ trọn điều khấn hứa trước mặt những người kính sợ Chúa, kẻ đói nghèo được ăn uống thỏa thuê, người tìm Chúa sẽ ca ngợi Ngài, cầu chúng và trở về cùng Chúa. Mọi gia tộc chư dân sẽ quỳ lạy trước tôn nhan Ngài. Bao người ngủ yên trong lòng đơn sẽ tôn thờ duy một Chúa. Trước tôn nhân lạy Chúa. Và miêu dệ tôi sẽ phụng sự Ngài.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Các con thân mến, chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và chân thật. Do đó, chúng ta biết mình thuộc về sự thật và sẽ được vững lòng trước mặt Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có khiển trách chúng ta, thì Thiên Chúa còn lớn hơn lòng chúng ta và người thông biết mọi sự. Các con thân mến, nếu lòng chúng ta không khiển trách, thì chúng ta tin tưởng nơi Thiên Chúa, và bất cứ điều gì chúng ta xin thì chúng ta cũng được người ban cho. Vì chúng ta giữ giới răn người và làm điều đẹp lòng người, và đây là giới răn của người. Chúng ta phải tin vào thánh danh con của người là Chúa Giêsu Kitô, và phải thương yêu nhau như người đã ban giới răn cho chúng ta. Ai giữ các giới răn của người thì ở trong người và người ở trong họ. Do điều này mà chúng ta biết người ở trong chúng ta, đó là Thánh Thần mà người đã ban cho chúng ta. Đó là lời Chúa. Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy và Thầy ở trong các con, cũng như nhành nho từ nó không thể sinh trái được nếu không dính liền với cây nho. Các con cũng vậy nếu không ở trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái. Vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy thì bị vứt ra ngoài như nhành nho và sẽ khô héo. Người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển, là các con sinh nhiều trái. Và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta ai trồng cây cũng mong được ăn quả. Muốn có quả cũng phải nhiều công phu. Không phải cứ xanh tốt lớn mạnh là có quả. Có những ruộng lúa xanh tốt nhưng mà chỉ tốt lá, cho nên chỉ cho những bông lúa lép. Có những vườn cà phê sum suê cành lá nhưng đến mùa không thấy trái nào. Xanh tốt như vậy không phải là thành công nhưng là thất bại. Cành lá chỉ là phụ
hoa quả mới là chính. Được điều phụ mà mất điều chính, đó là thất bại. Chúa Giêsu đã quan sát cây nho và Ngài thấy rằng một cây nho muốn có nhiều hoa quả cần phải có hai điều kiện. Thứ nhất là cành phải liên kết với cây. Cành không liên kết với cây không thể sinh hoa kết quả. Cành không liên kết với cây khi dòng nhựa nuôi dưỡng thân cây bị tắc nghẽn, không luân lưu sang cành được. Có những con sâu, con bọ đục thân, làm cho cành cây bị thương tổn, không còn tiếp nhận được nguồn nhựa sống của thân cây truyền sang. Chỉ khi cành kết hiệp chặt chẽ với cây thì dòng nhựa từ cây mới truyền sang cành, cho cành trổ sinh hoa trái. Rồi thứ hai, cành lá phải được cắt tỉa. Ai đã trồng cà phê thì thấy rõ điều này. Nếu cứ để cành lá phát triển tự do thì cây sẽ xanh tươi, nhìn rất là đẹp mắt, nhưng mà không có hoa trái. Muốn cây có quả phải tỉa bớt cành lá. Việc cắt tỉa làm cho dòng nhựa không bị phân tán, nhưng mà tập trung vào những cành chính, dồn vào cho hoa sung sức, cho quả đầy đặn. Chúa Giêsu muốn dùng hình ảnh cây nho để nói về đời sống đạo của chúng ta. Đời sống của chúng ta cũng được sánh ví như đời sống của cây nho. Cũng như người trồng nho muốn cho vườn nho của mình không bị tàn lụi nhưng phát triển, sinh hoa kết quả. Chúa Cha đã tạo dựng nên con người không phải để con người tàn lụi đi, nhưng để con người phát triển, sinh hoa kết quả và tồn tại. Để được phát triển thì con người cũng cần những điều kiện. Trước hết là phải kết hiệp mật thiết với Đức Giêsu. Như cành nho phải liên kết với thân nho mới sinh hoa kết quả, thì chúng ta cũng phải liên kết mật thiết với Đức Giêsu. Ngài là nguồn cội sự sống của chúng ta. Tách lìa Ngài thì chúng ta không thể sống, càng không thể phát triển được. Ngài là dòng sông ân sủng. Khi chúng ta kết hiệp với Ngài thì ân sủng tuôn đổ vào linh hồn, làm cho chúng ta được sống và sống sung mãn. Ân sủng Chúa thấm nhập vào nội tâm thì uốn nắn tình cảm, củng cố ý chí, sinh ra những hoa trái thiêng liêng trong tư tưởng, trong lời nói, trong việc làm. Sự kết hiệp mật thiết với Chúa làm cho chúng ta sống sự sống của Ngài, nói lời nói của Ngài, hành động theo gương của Ngài, phán đoán theo chuẩn mực của Ngài và yêu thương bằng trái tim của Ngài. Khi sự kết hiệp đã đến mức hoàn hảo thì chính Ngài hành động qua chúng ta, và vì vậy những hoa trái sẽ vô cùng phong phú. Rồi điều kiện thứ hai là phải chịu cắt tỉa. Cành nho, cành cà phê muốn sai trái phải chịu tỉa bớt những cành lá rườm rà. Thì cũng vậy, linh hồn chúng ta phải để cho Chúa cắt tỉa những gì là dư thừa, cản trở ơn thánh sinh hoa kết quả. Phải cắt tỉa những ý muốn riêng tư để chuyên tâm tìm thánh ý của Thiên Chúa. Phải cắt tỉa những hình thức bề ngoài để chìm sâu vào nội tâm sâu lắng. Phải cắt tỉa những phô trương quyền lực để mặc lấy tâm tình đơn sơ khiêm tốn. Chúa đã cắt tỉa chúng ta bằng những thất bại mà chúng ta gặp phải trong đời. Chúa huấn luyện chúng ta bằng những lời phê bình chỉ trích của những người chung quanh, của bạn bè thân hữu. Và Chúa mài giũa chúng ta bằng những nghi kỵ hiểu lầm của người khác. Cái việc cắt tỉa này làm cho chúng ta nhiều khi phải đau đớn, nhưng mà đem lại những lợi ích vô cùng phong phú cho đời sống thiêng liêng của chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta khi Ngài sống kết hiệp mật thiết với Chúa Cha. Sự kết hiệp đó được diễn tả qua việc Ngài chuyên tâm cầu nguyện và luôn luôn làm theo ý của Chúa Cha. Ngài đã để cho Chúa Cha cắt tỉa khi Ngài từ bỏ ý riêng, nhận uống chén đắng, nhận vác thập giá, nhận lấy cái chết tủi nhục. Chính vì vậy mà Ngài đã sinh hoa trái dồi dào để nuôi sống tất cả chúng ta. Chính vì thế mà Ngài đã trở nên gốc nho sung mãn sự sống để truyền thông cho chúng ta. Xin Đức Giêsu là cây nho thật cho chúng ta biết kết hiệp mật thiết với Chúa. Xin hãy cắt tỉa những gì vô ích trong chúng ta để chúng ta sinh nhiều hoa trái thiêng liêng như Chúa mong ước. Tôi tin kinh. Trời đất muôn vật hữu hình và vô hình.
Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải đường tạo thành, bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật đường tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhầm thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thâm giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã nói: nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Tin tưởng vào lời hứa của Người, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Ghen ghét hận thù làm vẩn đục đời sống nhân loại, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban ơn nâng đỡ những ai đang đau khổ vì gặp quá nhiều thử thách gian truân. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ngày nay có biết bao người đang âm thầm hy sinh cả cuộc đời trong các tu viện, hoặc dấn thân phục vụ người bất hạnh ở những nơi hẻo lánh xa xôi. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban thêm nghị lực và can đảm cho những con người nhiệt thành ấy. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Gắn bó mật thiết với Đức Giêsu là thái độ căn bản của người Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết liên kết với Đức Giêsu bằng lời Chúa, bằng các bí tích Người thiết lập, để nhờ đó mà được sống dồi dào. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin lắng nghe lời chúng con khấn nguyện và ban cho chúng con sức mạnh để thực hiện những gì Chúa đã truyền dạy chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lời Chúa, chúng con tin Chúa sẽ thực hiện trong thánh lễ này một cuộc trao đổi kỳ diệu, là làm cho bánh và rượu chúng con dâng tiên trở nên mình và máu thánh Đức Kitô, để chúng con được thông phần thiên tinh của Chúa. Xin cho chúng con biết ăn ở thế nào cho phù hợp với chân lý chúng con tin nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lời Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ việc hiến dâng thân xác mình làm hy lễ thật trên thập giá, người kiên toàn các hy lễ xưa, và khi phó mình cho Chúa để cứu độ chúng con, người đã tỏ mình là tư tế, là bàn thờ và là con chiên. Vì thế với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng cùng với các dũng thần và các quyền thần, không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các tạo hình, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên cao tâm trời, hoan hô Chúa trên cao tâm trời. Chúng tùng đấm ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên cao tâm trời, hoan hô Chúa trên cao tâm trời. Lời Chúa, Chúa thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Ừ.
Cùng một thể thương ơi, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antôn chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là Raphael, Giuse, Maria mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Bàn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu tế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và ta nợ chúng con như chúng con cũng ta kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn.
đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa, Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngữ mà nhẹ con, nhưng xin Chúa phán một lần thì linh hồn con sẽ lành hơn.
tình yêu Chúa. Chúa muốn con là từ đây như người bạn thân. Để từ đây con chung mối hiệp thông cùng ba ngôi cực thánh hồi muôn chung. Để từ đây sống luôn trong niềm vui. Mẹ Để từ đây con chúa
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con, xin cùng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lời xong, chúc anh chị em đi bình an. Amen.